Bước số 6 vô cùng quan trọng, nếu các bạn không làm này thì rất là khó để phát triển lâu dài. Đó là gì? Chúng ta phải đưa công việc kinh doanh lên Internet. Để mà làm được tốt điều này, các bạn hãy vào kênh YouTube của Bảo. Thì Bảo sẽ đã nói rất rõ và rất nhiều bước để làm sao để có thể đưa công việc lên Internet. Nhà bị tụt giảm doanh số thì chúng ta nên làm gì? Xin chào bạn, trong video ngày hôm nay Bảo muốn chia sẻ các bạn những kiến thức thực chiến là giải quyết cái tình trạng là doanh số nhà thuốc bị tụt giảm, bị mất khách. Thì chúng ta làm gì để phục hồi lại doanh số và chúng ta phải làm gì để giữ chân lại khách hàng. Vậy thì trước khi bắt đầu, Bảo muốn chia sẻ các bạn một cái câu chuyện, đó là gì? Đó là gần đây là rất là nhiều, đặc biệt đó là ở khu vực miền Nam, rất nhiều nhà thuốc họ nhắn tin với Bảo rằng là doanh số họ tụt giảm trầm trọng, đặc biệt đó là những nhà nào gần khu công nghiệp. Vì sao ạ? Vì đây ảnh hưởng đến cái công ăn việc làm. Thế nên là ở miền Nam, khu vực miền Nam, đặc biệt là Bình Dương, có cái tình trạng là nhân sự trong năm 2023 và 2024 chưa có việc làm trở lại. Vì vậy là gì? Sức mua giảm. Thế nên là doanh số nhà thuốc bị tụt giảm. Vậy thì chúng ta làm gì khi mà doanh số bị tụt giảm như vậy để mà gia tăng được doanh số, để mà khắc phục được điều này? Đấy, thì trong video ngày hôm nay Bảo sẽ chia sẻ các bạn. Trước khi chúng ta tìm vào giải pháp thì Bảo sẽ chia sẻ các bạn một số cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là gì? Chúng ta thiếu hụt khách hàng tiềm năng. Tức là khách hàng tiềm năng của chúng ta làm sao ạ? Họ đã về quê, hoặc là họ đã di chuyển ở một cái khu vực khác rồi, họ không còn ở đây nữa. Hoặc là thế này, hoặc là khách hàng tiềm năng của chúng ta không mua, nhưng mà họ đã gì? Đã phân tán bởi các cái nhà thuốc khác, tức là chia đều ra cho các cái nhà thuốc khác. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là gì? Đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các cái nhà thuốc với nhau. Bây giờ người thì ít, là chia đều ra tất cả các cái nhà thuốc, thì đâm ra là cái số lượng khách hàng của chúng ta tụt giảm. Nếu mà chúng ta để bình thường thì cũng không có gì, nhưng mà trong video ngày hôm nay chúng ta đề cập đến các cái chiến lược để gia tăng thêm cái khách hàng tiềm năng các bạn nhé. Cái nguyên nhân thứ ba là cái hệ sinh thái sản phẩm của chúng ta nó yếu và nó không được tốt, nó không đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu cho khách hàng, khiến cho khách hàng họ phải lựa chọn cái cửa hàng khác, hoặc là họ phải đi nhiều nơi để mới đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Và nguyên nhân thứ tư đó là chúng ta marketing nhà thuốc chưa có tốt, chúng ta chưa biết đưa các cái sản phẩm dịch vụ, chúng ta chưa biết làm truyền thông của nhà thuốc của chúng ta đến tai người tiêu dùng, đến khách hàng tiềm năng của chúng ta để thu hút họ về. Vậy thì sau đây là 6 cái giải pháp mà sẽ giúp cho các bạn gia tăng được khách hàng tiềm năng, cũng như là sẽ gia tăng được doanh số các bạn nhé. Giải pháp thứ nhất là bổ sung là hàng đầy đủ. Các bạn phải gia tăng nhiều cái sản phẩm, nhiều cái mặt hàng lên, nhưng mà chúng ta không gia tăng một cách bừa bãi. Gia tăng bừa bãi là như thế nào? Ví dụ như phân khúc của các bạn rất ít trẻ em và em bé, các bạn mua thật là nhiều sữa trẻ em, các bạn mua những cái sữa cơ bản thì chúng ta nên mua. Còn những cái sữa nào mà nó ít người tiêu dùng mà các bạn cũng nhập cho đầy nhà thuốc lên thì lúc đó làm sao là gọi là bừa bãi. Hoặc là có nhiều cái phân khúc mà người già mà sử dụng bỉm ở cái khu vực này nó rất là thấp, nhưng mà các bạn thấy là người ta nhập nhiều, các bạn cũng nhập thật nhiều là bỉm dành cho người có tuổi về, thì nó hầu như là nó không có hợp lý. Vậy thì chúng ta phải nhập cái hàng hóa về đa dạng hệ sinh thái, về làm đẹp này, về người lớn, trẻ em, đàn ông, phụ nữ, nó phải đầy đủ lên. Nhưng mà chúng ta nhập trên cái tiêu chí đó là cái khách hàng của chúng ta họ có nhu cầu nào, thì các bạn phải khảo sát ở cái khu vực đó xem là khách hàng ở khu vực đó họ các cái nhu cầu về cái sản phẩm tiêu dùng nào, về sức khỏe, hoặc là về các bạn có thể tăng cường lên các cái dòng sản phẩm như là nước rửa chén, như là nước giặt đồ. Đấy, chúng ta có một cái kèo hóa mỹ phẩm, nhưng mà nếu các bạn tăng cường lên nước mắm, mì chính, bột ngọt thì thực sự là không nên, vi phạm quy định, chưa nói đâu nhưng mà không nên cái điều này. Thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm nào nó tương thích với nhu cầu của khách hàng của chúng ta. Có một câu nói rất hay, đó là một điểm đến trọn nhu cầu. Vậy nó chính xác với cái giải pháp là đa dạng hệ sinh thái, tức là họ đến với chúng ta họ có thể phát sinh ra nhiều nhu cầu. Ví dụ như họ cần bỉm em bé, chúng ta vẫn coi bỉm em bé, nhưng mà sau khi bỉm em bé làm gì? Họ cần sữa cho em bé, họ cần bột này, họ cần đồ ăn nhanh em bé này, họ cần rất là nhiều cái đồ em bé. Vậy thì chúng ta hãy thiết kế ra những cái sản phẩm đó nhập về, nhưng mà trước khi nhập thì chúng ta phải nghiên cứu thị trường các bạn nhé. Giải pháp thứ hai là chúng ta phải marketing nhà, chúng ta phải marketing một cách mạnh mẽ, một cách bài bản. Marketing điều gì? Nhiều người đã bảo marketing, nhưng mà marketing chính xác nhất đó là marketing điểm mạnh, marketing cái mình có mà đối thủ không có, hoặc là đối thủ có nhưng mà mình làm tốt hơn. Thì chúng ta phải marketing cái điều đó để khiến cho khách hàng họ đến với cửa hàng chúng ta nhiều hơn. Họ biết cái điểm mạnh, họ biết cái ưu thế của chúng ta. Đó là cái điểm mạnh mà chúng ta có thể là đánh bại được đối thủ, điểm vượt trội của chúng ta. Thì chúng ta phải lập ra các cái chiến lược A, B, C là gì, chiến lược trong tháng 1 là gì, tháng 2 là gì, tháng 3 là gì, sau cái chiến lược đó là kèm với mục đích gì. Đấy, ví dụ như chiến lược gia tăng khách hàng tiềm năng, điểm mạnh của các bạn là đang có một cái hệ sinh thái, đó là ví dụ như là gội đầu dưỡng sinh, mà các bạn đi nghiên cứu trong khu vực đó là các bạn là người làm tốt nhất, giỏi nhất rồi, thì sao thì các bạn hãy marketing về cái dịch vụ gội đầu dưỡng sinh này đi. Trong thời gian đầu có thể cho miễn phí, mà khi họ dùng miễn phí họ cảm thấy hài lòng, ok tuyệt vời, thì làm sao họ chắc chắn họ sẽ đến.
họ đến họ ủng hộ chúng ta. Mà khi họ đến họ gội đầu dưỡng sinh rồi thì chúng ta có thời gian để nói chuyện với họ, để nghiên cứu nhu cầu, để xem họ có cái vấn đề về sức khỏe để chúng ta có thể hỗ trợ cho họ không, thì từ đó sẽ phát sinh ra đơn hàng, phải không các bạn? Vậy thì các bạn phải phát huy được cái điểm mạnh, phát hiện cái điểm mạnh của nhà, điểm mạnh của các bạn mà đối thủ không có hoặc đối thủ đang yếu, thì hãy marketing nó thật mạnh mẽ lên. Tiết lộ các bạn một cái chìa khóa vô cùng là tuyệt vời trong marketing, đó là gì? Đó là chúng ta hãy marketing dịch vụ. Các bạn, nếu các bạn chưa có dịch vụ thì không sao, nhưng mà nếu các bạn có dịch vụ rồi thì các bạn hãy marketing dịch vụ của các bạn lên. Nếu dịch vụ của các bạn chưa tốt bằng đối thủ thì các bạn hãy làm cái đó thật tốt hơn, và sau đó các bạn hãy marketing thật mạnh về cái dịch vụ này các bạn nhé. Còn nếu các bạn chưa làm về dịch vụ thì các bạn có thể marketing làm sao ạ? Về khả năng chăm sóc này, hoặc là gì, đo tiểu đường, huyết áp miễn phí này, hoặc bất cứ một cái điều gì đó, các bạn hãy làm thật rầm rộ lên, nào thật mạnh mẽ lên, thì lúc đó các bạn sẽ thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Chiến lược thứ ba đó là các bạn hãy làm rõ là cái điểm mạnh của các bạn là điểm mạnh gì. Ví dụ như trong nhà thuốc của các bạn có điểm mạnh về đầy đủ thuốc này, về giá rẻ này, hoặc là nhiều dịch vụ này, hoặc các bạn có một cái điểm mạnh gì đó mà đối thủ không có thì gọi là USB, thì các bạn hãy làm rõ cái điểm mạnh này lên, kết hợp với cái chiến lược số 2 là marketing. Vậy thì bước số 3 là, chiến lược thứ 3 là chúng ta phải làm rõ điểm mạnh của chúng ta, và sau đó kết hợp bước số 2 là chúng ta marketing. Nhưng mà ở cái bước số 3 này rồi á, thì chúng ta phải biết làm rõ điểm mạnh này rồi thì chúng ta phải có một cái kế hoạch để chúng ta phát huy cái điểm mạnh này lên. Ví dụ như trong khu vực họ đang thử đường đâu đó là 5.000 hoặc là miễn phí, vậy thì chúng ta hãy làm mạnh cái marketing của chúng ta là gì ạ? Nó là thử đường miễn phí mà được tặng quà đấy, ví dụ vậy. Nhưng mà đến thì chúng ta tặng một vị thuốc bổ, hoặc chúng ta tặng một cái gì đó nó vừa tốt nhưng mà nó đảm bảo trong nguồn khả năng chúng ta có thể tặng được, thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng. Nhưng mà ở bước này cũng có nhiều người hỏi bảo rằng là, ủa bây giờ mình kinh doanh còn không có lời đem ra tặng, thì trong kinh doanh thì ông nào marketing tốt hơn thì ông đấy sẽ đưa được khách hàng nhiều hơn. Vậy thì ví dụ như chúng ta chạy quảng cáo ở trên online thì chúng ta cũng phải mất tiền quảng cáo. Còn nếu như chúng ta chạy quảng cáo offline thì đâu có đơn vị nào thu tiền chúng ta. Chúng ta hãy dùng cái tiền đó để mà tặng quà khách hàng, đó cũng là một phương thức marketing. Hoặc là các bạn đi phát tờ rơi về các cái chương trình ưu đãi thì các bạn cũng phải làm sao ạ? Các bạn phải dùng cái tiền này để đi thuê đội ngũ phát tờ rơi. Còn nếu mà chúng ta dùng nhân sự của chúng ta thì làm sao ạ? Thì chúng ta khi nhân sự đi làm về mệt thì đôi khi chúng ta cũng thưởng cho nhân sự mình cái này kia, thì đó cũng là chi phí marketing rồi, phải không các bạn? Thì tùy theo cái chiến lược mỗi tháng mà chúng ta hãy sử dụng cái khoản marketing. Và có rất nhiều người họ gặp cái sai lầm, đó là gì? Họ nghĩ marketing đó là mất tiền, họ nghĩ marketing đó là không đạt được gì đó, họ cứ kinh doanh theo bản năng khiến cho khách hàng của họ dần dần nó mất hết, và họ không có một cái điều gì để đầu tư lại cho nhà thuốc, không có một cái điều gì để hối thúc, không có một cái lý do đủ lớn để khách hàng họ quay trở lại với cửa hàng chúng ta. Vì vậy là các bạn hãy thay đổi suy nghĩ, chúng ta phải đầu tư vào marketing các bạn nhé. Chiến lược thứ tư bà muốn chia sẻ các bạn đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải thay đổi cái thái độ phục vụ. Không có nghĩa là chúng ta đang phục vụ rất là tệ đâu. Ý vào chỗ này là các bạn hãy thay đổi thái độ phục vụ là chúng ta hãy điều tra đối thủ họ đang phục vụ thế nào, và chúng ta hãy phục vụ, đặt mục tiêu là phục vụ ít 3 lần, tức là phải tốt gấp 3 lần với đối thủ. Đấy, ví dụ như đối thủ đến là có cửa hàng của họ là bình thường, cửa hàng chúng ta lâu nay bình thường, nhưng ngày hôm nay đến là chúng ta có một cái máy nóng lạnh, ấy có thể là uống nước lọc nóng lạnh. Bây giờ đối thủ có một cái máy nóng lạnh rồi thì chúng ta phải mua một cái máy nóng lạnh kèm ion, nó mát hơn đâu đó 5 triệu 7 triệu, nó chả đáng bao nhiêu. Nhưng một ngày chúng ta phục vụ được cả nghìn khách hàng, phải không các bạn? Hoặc là gì, đối thủ là gì, đến cửa hàng đối thủ rất là nóng, hoặc là có điều hòa mát đi, thì đến cửa hàng của chúng ta có điều hòa mát hơn. Hoặc là chúng ta làm sao ạ? Chúng ta có điều hòa mát rồi, chúng ta có thêm cái tinh dầu xông để bước vào cửa hàng của chúng ta, làm sao nó thơm hơn, tạo ra cái trải nghiệm tốt hơn. Đấy, ví dụ như là đối thủ là họ đang tư vấn cho khách hàng ở 5 điểm, nhưng mà chúng ta làm sao? Chúng ta phải huấn luyện cho nhân sự của mình và bản thân mình tư vấn làm sao cho 10 điểm, không đặt nặng cái vấn đề là bán hàng. Thì trong cái chương trình bán hàng của Bảo gọi là gì? Phục vụ khách hàng hơn cả sự mong đợi của họ. Vậy thì chiến lược thứ tư là chúng ta phải đào tạo cho nhân sự của mình có một cái thái độ phục vụ tốt hơn gấp 3 lần so với đối thủ các bạn nhé. Chiến lược thứ 5 đó là gì? Chúng ta hãy gia tăng cái dịch vụ khách hàng tốt hơn, gia tăng cái dịch vụ, gia tăng cái trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Thì Bảo cũng có nói đề cập đến các cái dịch vụ như là đo huyết áp, đo tiểu đường, hoặc là ngâm chân, hoặc là spa, hoặc bất cứ một cái điều gì đó các bạn có khả năng, các bạn có điểm mạnh, thì các bạn hãy tập trung vào cái điều đó để tăng cái dịch vụ khách hàng tốt hơn các bạn nhé. Hoặc đôi khi là đang ở miền Bắc thì đang lạnh, hoặc là mưa rét người ta không đi được, thì các bạn có cái dịch vụ là giao hàng tận nhà, ví dụ vậy, nó sẽ tăng trải nghiệm khách hàng họ sẽ ủng hộ chúng ta nhiều hơn. Mà thường khi mà được phục vụ, gọi là phục vụ đến chân như vậy rồi á, thì làm sao mà khách hàng họ thường họ phát sinh cái nhu cầu nhiều hơn, họ yêu quý chúng ta nhiều hơn, họ sẽ làm sao ạ? Một là họ mua nhiều hơn, hai là họ sẽ giới thiệu nhiều người đến chúng ta, và chúng ta chỉ cần là xin lời giới thiệu với họ. À, ví dụ như là cô ơi, cô cảm thấy hài lòng, hoặc là cô ơi, cô cảm thấy ai đang cần cái điều gì, cô giới thiệu khách hàng qua con nha, và cô giới thiệu bạn bè qua con nha, thì tất nhiên Bảo tin rằng họ sẽ sẵn sàng giới thiệu với chúng ta. Đó là chiến lược thứ năm, chúng ta gia tăng cái giá trị cho khách hàng, gia tăng trải nghiệm khách hàng lên các bạn nhé. Bước số 6 vô cùng quan trọng, nếu các bạn không làm thì rất là khó để phát triển lâu dài. Đó là gì? Chúng ta phải đưa công việc kinh doanh lên internet. Để mà làm được tốt điều này, các bạn hãy vào kênh YouTube của Bảo, thì Bảo sẽ đã nói rất rõ và rất nhiều bước để làm sao để có thể đưa công việc lên internet. Một là affiliate, hai là xây dựng nhãn hiệu cá nhân, ba là xây dựng thương hiệu cho nhà, có rất là nhiều. Nhưng mà mỗi cái điều như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ nền tảng là internet là gì, Facebook, TikTok
hay bất cứ một cái điều gì, chúng ta phải hiểu rõ cái nền tảng như vậy thì chúng ta mới đưa công việc nó thuận lợi được. Có rất nhiều cái video bạn nào nói đến cái điều này. Còn nếu các bạn đang gặp vấn đề trong cái việc mà đưa khách hàng lên internet thì các bạn cứ nhắn tin cho bảo sẽ trả lời riêng cho các bạn nhé. Yên tâm, đừng lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta quay lại chiến lược số 6 là gì? Đó là xây dựng nhãn hiệu trên internet. Tức là gì? Chúng ta phải tiếp cận khách hàng ở toàn quốc, toàn nước nhiều hơn. Vì vậy là chúng ta phải sớm đưa công việc lên internet các bạn nhé. Ví dụ các bạn hãy tưởng tượng chúng ta đang phục vụ trong khu vực này thì chúng ta phục vụ đâu đó được vài ngàn dân. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa lên internet thì chúng ta có thể phục vụ gần vài chục triệu dân phải không các bạn? Tuy nhiên là khi đưa lên internet thì có rất là nhiều cái rào cản, rất là nhiều cái khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên thì là vượt qua cái khó khăn đó thì sẽ mang lại cái thành quả nhất định và tuyệt vời hơn phải không các bạn? Và chi phí vận hành trên nó thì các bạn cũng biết rằng là thấp hơn ở offline rất nhiều phải không các bạn? Vì vậy là các bạn hãy cố gắng thật là sớm đưa công việc của mình lên internet các bạn nhé. Vậy thì trong video ngày hôm nay Bảo đã kết thúc, và nếu các bạn đang gặp khó khăn nào hãy để lại comment ở phần bình luận, Bảo sẽ làm video để trả lời tất cả các bạn. Và các bạn đừng quên bấm nút follow kênh YouTube của Trần và Bảo và kênh fanpage của Trần và Bảo để các bạn có thể nhận được nhiều video tuyệt vời hơn thế này nè các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy video tuyệt vời thì đừng quên subscribe và chia sẻ video này lên kênh của các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.